Giờ cũng làm lễ xong á, còn cũng mới qua để cập nhật tình hình hôm nay cho cả nhà xem. Đó, một câu chuyện rất là đau thương khi chính người con trai ruột của mình đó đã ra tay một nhát chí mạng cho bà. Đó, thầy cũng mới vừa liệm xong, bây giờ người thân trong gia đình bà con cũng đến đây để thắp nhang thắp hương cho bà. Người trong gia đình dòng họ cũng đốt giấy tiền vàng bạc. Đánh anh biết, đánh tôi thì biết. Thì cái nhà này là nhà của anh này là em út của cô Thủy, cô chú anh chị. Ảnh là em út của cô Thủy. Còn nhà cô Thủy thì nằm ở phía ngoài sau, chỉ có 23 mét vuông thôi, tức là lớn hơn cái phòng trọ một chút xíu thôi. Chính thức động quan là ngày 14 bắt đầu đi quả thiêu ở Đồng Nai luôn, ở cầu Sập ha, cầu Sập dưới trang thành phố Biên Hòa. Dạ, ở thành phố Biên Hòa luôn chú chị. Rồi lúc đó là hôm qua là anh đang làm ở công ty. À, người ta mới điện báo cho anh biết. Dạ, chị em à, chị em bán cà phê á. Dạ. Chị bán cà phê là người thứ năm á. Đây là thứ ba. Báo đó cô chú anh chị. Chị anh với bạn có giấy tâm thần. Đó, chị nói má nó biết rồi. Tại má nó lo cho nó thôi. Chị xin cho nó. Tại vì đó nó có bị động kinh gì đó. Là anh hay xin tiền lắm anh, cứ tối ngày về xin tiền. Ở đó nó bán cái số á, thì lắm. Có tiền mà anh vô mà hết tiền là kiếm chuyện kiếm với ai anh nhập á. Đập đò, đập thái. Vậy là mỗi lần mà anh kiếm chuyện là... Bán cái số gì á, hiện tại lắm. Là anh làm mọi thứ hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ lắm. Lúc không có tiền lên cái bệnh thấy làm như là ai nói gì mà là anh cử lên cho chú nghe như là một việc bất chấp luôn hả, miễn mà xin tiền. Tôi đập đồ cái đồ gì của ai mà gây mắt chiếc mặt đó ở lên giục á, còn đồ thì nó dọn dàng sạch sẽ. Yeah. Từ những cái đến đồ quét dọn quần của cô thì rất là hiền. Hôm qua cô chú anh chị thấy cái tấm ảnh mà ở hiện trường đó, gục tại chỗ luôn, gục nằm gục đầu sắp xuống luôn. Đây là di ảnh của cô Thủy. Cô con dâu đi là đã thôi rồi, nhưng mà cô chị cô Thủy là người mẹ của mình. Thế nhưng sao á, về gì cả thì để mất lên cho để. Dạ. Chú này cũng là một cái người hay coi kênh của cô Phương nên hôm nay cũng gặp ngay chú. Chú cũng chia sẻ về gia đình chú là em ruột của cái cô đã mất. Ủa mà chú có thường giao tiếp với con trai của cô này không? Không. Nhìn nó còn hạn. Thấy con cái người xưa còn bây giờ sống nó lên xin tiền bảo hoài. Cắm nó cho lên. Dạ. Bảo lâu nó mượn tiền cũng cho, thấy cho qua nó đi rồi. Vậy là chú cũng gặp mặt cái anh đó thường xuyên luôn. Dạ, mỗi ngày cũng bình thường. Vậy là nó cũng... có nói chuyện đó chứ về. Nhưng mà cái anh đó có gặp chú mà có hay xin tiền hay là có hành động gì không? Không có hành động. Đâu đó, trong mượn 10 ngàn, 20 ngàn, đâu ấy cả. Thôi nói chung cũng số tiền nhỏ mà mình cũng biết ảnh không được bình thường, nói chung. Đó, mượn 10 ngàn, 20 ngàn, mượn tên.
Nó nói là nó quên. Nó nói quên đâu nấu nấu và cũng điện luôn rồi xong. Vì là ảnh ở đây là cũng gia đình, cũng cơm nước là gia đình nấu hay là... Tụi nó ăn gì mà, nó chung với... má nó cũng đâu có chung đó. Thì nó cũng có ngày riêng, nó nấu ăn gạo riêng. Má nó cũng đi xin gạo, cũng này cho nói về cũng ăn. Năm năm có thể. Thì cũng có rồi. Thì má rồi ăn đó mà, cũng có chuyện, không chuyện, cũng chửi là chửi rồi. À. Cũng đánh cờ lạc vậy đó. Chú qua lúc gia đình cô bị đâm như vậy, chú có chạy xuống không? Đi làm. Lúc đó đi làm á? Sáng nó sớm rồi, nó quậy ba má nó rồi. À, sáng sớm. Nó quậy rồi, cũng như nó kể là cái vụ từ kinh mượn của em á, nó cho á. Và nó nói là cái thường đó. Rồi má nó mới nói gì á, đầu á. Ý nó nói gì, cái lần nó nói là má nó binh á. Cái đầu nó làm cây còn đuối, gặp vườn, gặp cầu thang. Ủa mà lúc chú biết được cái sự việc này là chú chạy về liền luôn hay sao? Hay là chú... Không, chết rồi, nhà đông rồi, bà chị bắn xe, bắn báo báo rồi. À. Chú cứ về dọn dẹp nhà cửa rồi, để cho tôi đẩy nè. Tại cái nhà cửa này nó để đường trong nhà dọn dẹp lại đó. Vậy là chú cũng ở chung với nhà cô không hay là... Không, tôi ở với ông chồng với nó. À, giống như là một miếng này. Có cái hẻm á. À, có cái hẻm á. Hẻm nó 23, 24 mét vuông gì á. À, còn nhà trước này là của ai? Của chú. À, còn cô đó thì ở đằng sau. Hồi xưa cũng chị em nó nhận ra mà. Hôm nay là tôi cho bà chị tán. Đó, xong rồi giờ nó bướng lại giờ ở bán đồ lê á. Ủa mà nhà có mấy chị em chứ? Năm chị em. 7 người là chết 2, người chết 2 chết 6 rồi. Bây giờ còn 5 giờ 7 là thứ 3. Thứ 3. Ừ, chắc cũng mấy chị em kia cũng sắp xếp thời gian để về đây. Mấy chị em kia cũng sắp xếp thời gian để về. Đó, thứ ba người bán cà phê là thứ năm á. À, thứ năm. Cũng gần gần đây không á? Ông anh thứ bảy ở ngay chỗ Quá An còn mới, ngay chỗ gần qua cầu á. Còn người thứ tư thì bây giờ đừng là bà. Nói chung, thật sự con cũng chia sẻ cái câu chuyện này cũng nhiều người cũng là hiểu bức xúc á. Nói chung là ba mẹ lúc nào cũng thương con, đẻ con ra nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ có những cái trường hợp này như vậy rất là buồn. Mà giờ cái anh trai đó giờ bên công an ảnh bắt lên rồi giờ xử lý sao, có nghe báo không? Tại vì nó ngày qua nó nói cái tay nó bị chảy máu quá trời, máu dữ dài là cái má của nó đó. Ở đây qua về nó máu trời lên cái lá nó thấy hết hồn á. Bây giờ nó thấy tưởng là con anh ấy sao nó năm kỹ nó sao mà dơ dữ vậy. Mình nói ra là máu của nó. À, mà nghe nó lúc đâm mà đâm bên kia mà có gì? Dạ. À, đâm bên kia. Mà không hiểu sao thấy máu tụi dạy nó dạy lóc luôn á. Trời ơi. Mà không ngờ là máu của nó. À. Nó nói trời ơi, mà nó đâm thì sao mà dữ gì trời. Ngay chỗ nó giữ nhà bắn một bắn bún rồi nè. Dạ. Thì nó má nó không binh thì nó cũng chơi sát người ta, mình cũng không biết chắc chắn là ai. Dạ. Nó nghe người ta nói là tại vì bả binh người ta nó cầm cây nó quơ đại con dao. Nghe cũng rất là đau xót. Thì... Nó cầm hoài lặn đi cầm giá lặn mà nó lặn đi ra đường rồi nó lại ưu nói nhà. Nó tôi ra đây nó ăn văn tôi ra đó mà tôi cầm giá tôi dụi nó không được. Mà cái còn cái là con. Mà đó giờ chú có gia chạm với anh đó lần nào chưa hay là có... Trời ơi, chứ nó quậy hoài, nó mình tiện có lên... Nó dậm cửa lên nằm. À. Ở đây gần đây có má nó yên tâm hơn. Dạ. Có má là yên tâm hơn, cái gì đó là nói chuyện má nó. Dạ. Nó bảo. Còn ở đây nó có tiền, nó im với mợ nữa. Thì khi nó muốn nó đứng vắng nhà đi mà tại nghĩ là thương. Thương chỉ là cái đường đi rồi đứng đây. À. Ủa cô đó không có nhà nó. Không có nhà mà chỉ như là đất chiên, cũng có rồi.
Anh là thưa có mang cái cơ. Dạ. Nào giờ em cũng muốn mua lại cũng bây giờ. Dạ. Cơ là mấy bà chị gái nuôi giờ sao này á. Ở đây mua được nhà là cũng muốn làm ba cầu rồi. Có mấy mắt năm quá. Mình khổ quá. Con giáp năm chưa chứ. Sáu chứ không tháng bảy người ta mới về thôi tháng sáu chưa giáp năm mà giờ có một vụ xảy ra giờ mẹ nói chi xin cho bả để mình trước mà chứ để trước có được không lại nhà già chưa được sức năm nhưng để trước thì mặc tin bả mỗi ngày 49 ngày á dạ. Nói chung câu chuyện rất là buồn khi mà con mà nói chung ra tay dạ dạ vô lưng chân dạ cứ nói nãy giờ dạ dạ chân hai bác thằng thầy nè nói chung gặp gia đình cũng khó khăn vô cái tình huống này cũng chia sẻ clip để cho mạnh thường quân nào ai có giúp được thì sẽ hỗ trợ cho gia đình một phần nào hay phần đó chứ dạ mấy đứa con gái cũng phải là